Rồi hello anh em, thì cũng như tiêu đề thì Z1000 liệu bây giờ có đáng chơi hay không? Theo mình thấy á, Z1000 mãi mãi là huyền thoại và mình chơi rất là thoải mái. Thì ở đây mình có một em Z1000 mua từ chủ và cái lúc mà mua từ hãng còn hình ảnh đầy đủ luôn nha anh em, cho nên anh em khỏi sợ là xe không rõ nguồn gốc. Thì con này là chuẩn 13.000, 26 chuẩn 13.000, thì 26 nó có nồi thông minh rồi, con rất là nhẹ và con này siêu mới luôn. Hầu như chưa có dặm tút gì hết, nói chung là mới hai chìa khóa zin đầy đủ. Em đem cái cặp vỏ bánh xe mà chủ xe tặng á, trong khi cặp vỏ mới á để chỗ cầu thang á, lấy ra giùm anh. Đây hai chìa khóa nè, quay nè. Chủ rất là kỹ, hai chìa khóa đều đủ luôn. Và đây là con Z1000 mình mua mà còn là kính zin nè, còn full zin luôn, xi nhan zin nè. Đó, đuôi zin nè. Đó, và bô á người ta chỉ móc một lỗ thôi, còn lỗ zin. Mất chinh một nửa đó, đuôi zin luôn nè, chính chủ luôn ha anh em ha. Đó đúng rồi. Và nhân tiện đây á thì mình cũng cảm ơn, đúng là sống sao rồi vậy, sống đàng hoàng thì gặp anh em đàng hoàng. Chủ xe á, cái vỏ này là vỏ theo xe 2016 luôn nè anh em, nó vẫn còn chạy được nha anh em, nhưng mà nó nứt. Thì mình có nói chủ xe á, thì chủ xe nói anh để cái vỏ này là để cho người ta biết là xe anh mua từ 2016 tới giờ anh ít đi ít và vỏ không theo xe vẫn còn. Và đối với mình, riêng bản thân mình mua xe của anh thì anh mua tặng cho mình cặp vỏ, thì bữa mình cũng có quay clip đi mua cặp vỏ mới luôn. Đây em cầm cặp cái vỏ kia ra cho anh em, cầm này ra cho anh em coi. Đây là cái vỏ mới luôn, đây nè, 190, 50, 17 nè. Đó, vỏ mới 100% nha anh em. Cặp vỏ này em đón khoảng bao nhiêu trăm ra? Cỡ đó ha, cỡ hơn chục triệu đó. Là anh em thấy ok không? Là anh em có một cái bộ vỏ mới để thay vô xe là không tốn tiền, là tiết kiệm rồi. Tính ra con xe còn có 190 à. Này là chủ xe tặng thì mình phải tặng lại anh em, chứ không thể nào chủ xe tặng mình bán em chiếc xe, mình giữ lại cái này mình làm của riêng được anh em. Đó là cái tấm lòng của người chủ xe, người ta có tâm người ta gửi lại cho mình. Thì cặp vỏ này anh em đi vẫn bình thường, nhưng mà người ta tặng cặp vỏ mới nhất để cho anh em gắn vô xe cho nó ngon và đỡ tiết kiệm tiền rồi ha. Đó, bữa nay mình mới nhận được cặp vỏ này mới quay clip cho anh em. Thì còn về cái phần máy móc á thì anh em cực kỳ yên tâm về con xe này. Rồi cho anh em tiếng bô. Chìa khóa thì đầy đủ, cái gì cũng đầy đủ, nguyên zin hết. Có thể nói tiếng bô Z1000 là cái xe mà hay, quá hay luôn anh em, cho nên người ta mới mê Z1000 nha. Và ở cái dòng Z1000 này, để lát mình nói thêm để cho anh nghe tiếng bô cái đã. Quá tuyệt vời. Và để nói ở cái dòng Z1000 này á, thì mình đi á, nó sẽ không có bị mỏi lưng. Có, mình có nhiều anh em đã từng chơi nhiều sport rồi, pin đứt R1, SB1, CBR1000, nhưng mà người ta vẫn quay về Z1000 tại vì người ta mỏi lưng quá, chơi chán à, mỏi lưng quá. Thì ở con Z1000 này á là chủ xe có hạ phụt. Nếu mà anh em nào, anh em 1m6 vẫn có thể đi được nha, nhưng mà anh em nào cao á thì mình hỗ trợ nâng cái bát lên lại cho anh em miễn phí. Cái này hạ bát thôi, nâng cái bát lại cho anh em miễn phí. Thì anh em, nếu mà anh em mà có chiều cao thấp á, dưới 1m7 hay là dưới 1m65 hoặc 1m6 là đi con này thoải mái nha, tại vì nó hạ phuộc nè. Mình 1m7 mình kiển luôn nè anh em, thấy không, cái chân mình nó kiển nè, quay cho nó thấy không em, cực kiển luôn. Anh em nào muốn nâng bát lại thì mình hỗ trợ nâng miễn phí cho anh em, còn những anh em nào mà có chiều cao khiêm tốn thì vẫn chạy con này vi vu, yên tâm mà chạy. Kiểu dáng con này vẫn đẹp theo thời gian anh em, vẫn cực kỳ đẹp theo thời gian đó. Quán hút gì anh Minh? Ngon chưa?
Nghe mùi thơm quá. Thơm hả? À? À cái này là cái dạng giống như là nói chung là thơm. Nói chung hút là thơm miệng đó. Anh nói chuyện là thơm. Nói mà nghe thơm rồi. Anh nói chuyện là thơm miệng. Sao vậy? Nhìn cũng ngon quá, xin miếng thôi. À, trời ơi, xin miếng, nó đại xin miếng đây. Nè, nè. Dạ. Ê, bậy bậy. Sao vậy? À, không được, không được. Hút, hút, nếu mà hai người hút chung, nước miếng nó dính nhau. Thôi, bây giờ mày cũng là em anh. Anh sẽ tặng cho mày một hộp luôn. Đây. Wow. Đây, tặng một hộp luôn nha. Thì cái này á, nó có xuất xứ rõ ràng nè, mã vạch đầy đủ nè, thấy chưa? Mã vạch đầy đủ, xuất xứ rõ ràng. À, đầy đủ luôn, binh nè. Binh này nè, hút cả ngày luôn, đó. Nó hiển thị binh nè, rồi khui ra đập hộp luôn đi. Cảm ơn nha. Mở luôn tại đây luôn. Trời ơi, hộp gì luôn á. Mở luôn tại đây luôn. Hút thuốc lá thôi. Thấy thích quá thôi tặng cho mày một hộp. Mà nó tiện lợi nữa, đi đâu cũng được. À, nó gọn, không có cầm cái hộp, chỉ cần nhét túi hay là để đâu cũng được. Đập lâu quá, không biết đập hộp hả? Quá khó tháo thôi. Để khui ra. Rồi. Một cái này hình như là mấy chục đô đó. Mua bằng đô đó nha. Hình như anh thấy trên web á, anh em có thể đây. Khui ra, nó đẹp. Rồi trong đây hình như có sạc không nè. Đó, có cộng dây sạc để em sạc. Dạ. Sạc cái đít nè. Lấy ra cho mọi người coi. Rồi bên đây có một đống mùi luôn. Đây có đống mùi nè. Đây đây đây, mùi nè. À, dịch tiếng Anh được không? Mango là xoài đúng không? Đồ biết tiếng Anh luôn. Rồi. Rồi, cái này là đều có mã vạch đầy đủ nha mọi người. Rồi cái này là tobacco là cái mùi gì á? Mùi gì? Mùi gì tự anh em ơi. Này là double mint, này là mùi mùi xinh gâm quá. Còn cái này là mùi trà sữa hả? Tea là milk tea là trà sữa. À, trà sữa. Còn cái này là mùi tobacco. Rồi lấy mùi nào? Dạ, hết luôn. Thôi không đồng làm chứ lấy mùi thôi. Chứ lấy mùi xinh gâm. Mùi xinh gâm đúng không? Dạ rồi. Rồi thì cái này mình khui vô mình bỏ vô mình hút hả? Vậy là nó đã có sẵn cái hương trong cái đầu luôn. Đúng rồi, có sẵn cái hương trong cái đầu nè. Cái này là của RELX. Thì mình sẽ để cái trang web đó nếu như anh em muốn tham khảo nha. Nói chung là mua hàng chất lượng thì mình hút thì nó sẽ ok hơn. Nó có mã vạch đầy đủ. Thì mình khui nè, từ cái ống đều có mã vạch luôn. Sao em đập hộp kém quá à? Mình đập hộp, mình xé hộp luôn. Đó, nhìn chất lượng ha. Đây. Mở ra. Cái này giống mới xé bao. Đừng xé mà rung gì em. Trời ơi, chết rồi. Không, tại vì đang nói chuyện này mà lại nói chuyện nó kia là rung quá. Xé bao gì dở trời. Chết luôn á. Biết xé bao hả? Chết đó là chưa xài hả? Dạ chưa anh. Trời, anh không có, chưa có kinh nghiệm xé bao nữa. Đó giờ anh xài giờ trơn không trơn chu mà. Nó sao khó xé rồi. Bao không chắc quá. Lấy cái gì xé à? Chưa có kinh nghiệm xé bao. Trời lấy rồi, ngọt rồi. Rồi. Nè phải khui cái này ra nha. Mở này nè, đó, mở này là cái đầu để em hút. Mở này ra, trên đây có cái miếng cao su nữa. Đây có miếng cao su nè, thấy không? Dỡ miếng cao su ra. Thì mình để vô đây là tự động hít. Đó. Làm một đường em. Dạ, cảm ơn. Làm. Đồ, chuyên nghiệp. Nó có mùi gì? Dạ, giống như mùi xin gâm bạc hà. Mùi xin gâm bạc hà. Thôi cảm giác là cẩm này nhìn nó đẹp ha, nó đẹp đúng không? Cũng như có đẹp và tiện lợi. Lại rất là gọn. Rồi nói thiệt đi, nói thiệt sản phẩm cho. Dạ, nói thiệt sản phẩm thì em thấy mẫu mã là nhìn rất là đẹp. Rồi. Với lại nó cũng gọn hơn là gói thuốc của em nữa. Ừ, đi đâu cầm cũng tiện. Đi đâu cũng tiện.
mà pin hình như hút cả ngày luôn, pin hút cả ngày, 4 nắp pin luôn, 4 nắp pin thì có hút nó có hiển thị nắp pin thôi. Rồi vậy thôi, mất công Tân nói mình quảng cáo nữa. Thôi thôi được rồi, được rồi, được rồi. Quay xe nè, dẹp gọn lại mấy này, dẹp gọn lại cái này có ơi, xong rồi lấy quay của anh đó, có dây sạc á, sửa giữ kỹ xa nha, tặng cho 1 cây. Rồi ok, thấy không sướng không, được có 1 cây luôn á. Này mình nói là mình tặng thiệt nha anh em chứ không phải là làm clip à. Đó rồi, quay lại về chủ đề chuyên môn. Thầy làm anh rối quá, anh đang review xe à, chẳng cách nào người ta kêu mình quảng cáo ba cái này. Tao ngồi kéo hơi thôi. Sao ok không? Em lên web em, nó có trên web á, em muốn nguồn gốc xuất xứ á, anh em nào muốn nguồn gốc xuất xứ á, nó có mã vạch á, anh em chụp cái mã vạch cái là vô à, chụp lên hình như thấy là mấy chục đô á. Rồi có dây sạc rồi luôn, hút ok đúng không? Nói chung nó tiện, cầm nó cũng vui vui tay nữa. Ví dụ mình không hút á, mình cầm cái này mình chơi cũng vui vui tay nữa. Nó cầm đây nè, vui vui tay nó. Rồi thì nói tiếp về con Z1000 cho anh em coi đèn. Cái nó đẹp, nó đẹp không góc chết luôn anh em. Có nghĩa là Z1000 nó đẹp không góc chết luôn à, từ cái đầu đèn cho tới chó đèn mọi thứ. Và cái con này thì nó cơ bản nó đẹp rồi. Đèn đẹp không? Đối với Z1000 á thì dưới 30 ngàn cây là xe rất là đẹp, xe rất là mới. Như con đây rất là mới thì mình cũng chả biết nói cái gì nữa à. Về cái mức tiêu hao nhiên liệu, con này khoảng rơi tàu 15 tới 17 cây lít, tùy theo anh em đi bô độ hay là đi zin. Nếu mà đi zin như vậy là khoảng 16 cây lít luôn á anh em. Đi là cũng ok, cũng được. Nói chung là mình đi 1 ngàn nó vẫn đẳng cấp không. Mà đi con này là auto cua gái đổ luôn anh em à. Ngồi rất là thoải mái, đẹp. Mà chở người yêu cũng đẹp nữa. Nói chung chạy Z1000 chở người yêu là ok luôn. Z1000 đẹp không? Dạ đẹp anh. Em cũng đang định sắm con nè. À, nghe mình nó cũng đã đổi sắm con thì đương nhiên những dòng Z1000 đều có ABS đầy đủ. Khi mà anh em chạy Z1000 ra đường thì nó cũng hầm hố anh em. Nhiều anh em đang phân vân giữa 650 lại Z1000, đương nhiên chạy Z1000 nó sẽ đẳng cấp hơn rồi anh em ơi. Nó tới 1000 rồi. Chứ lại đi Z1000 ai cũng biết. À, mình có nhiều người, nhiều anh em là đã từng đi sport nhiều nhưng người ta vẫn xuống Z1000. Thứ nhất là ngồi thoải mái, lái nó nhẹ nhàng. Nhưng mà cái quan trọng là tiếng bô vẫn hay, tiếng bô đặc trưng vẫn hay, người ta thích đó. Chứ bây giờ có tuổi rồi mà chạy sport nhiều cũng đâu có được đâu anh em. Mà chạy CB 650 thì nó yếu quá, nó yếu quá. Nó là vậy đó anh em. Rồi bây giờ thì cái clip này chẳng qua là mình làm clip này cho anh em, thứ nhất là anh em ngắm xe, thứ hai là muốn anh em cảm ơn anh em. Là bởi vì sao? Bởi vì anh em bán xe cho mình đều có tình nghĩa và đều có một cái uy tín nhất định. Đó là cái chủ xe bán xe cho mình. Rồi mình lấy cái uy tín của anh em đó mình bán tiếp, tạo ra uy tín luôn. Như cái người em để cho mình chiếc xe này á, thì quá tuyệt vời luôn. Hình ảnh từ hãng là đều có hết. Em sợ là nó xạo á anh em. Sợ là mình không tin em á. Em nói là cái hình ảnh em mua dắt từ hãng nè, cái xe nè như thế này nè, vỏ zin như thế này nè, em báo cho anh Minh hết, để anh Minh để lại cho anh em sau người ta chơi cho đàng hoàng. Thì đó là cái lời cảm ơn đối với những anh em. Có những anh em tốt như vậy thì mới có Minh ngày hôm nay. Và có mình đứng ở đây để mình đem đến những xe đẹp cho anh em. Thực sự mà không có những anh em tốt đối với mình thì mình không bao giờ có được những xe đẹp. Đó là một cái điều mà mình chân quý và mình chân thành cảm ơn anh em, biết ơn anh em luôn anh em. Đó thì có anh em mới có ngày hôm nay. Sống tốt thì gặp người tốt. Đó là cái điều mà mình nhận lại trong cuộc sống này. Đó, rất là chân thành cảm ơn anh em. Em có thể quay góc này cho anh em coi nè. Từ mọi thứ luôn, mọi thứ đều mới, rất là đã luôn. Góc này nè, góc anh đứng nè. Em thấy không? Mới đã luôn anh em à. Quay cận vậy cho anh em thấy là mới đã luôn. Xe zin, cục máy zin, số zin nè. Coi số khùng sườn số mấy nè. Chưa có cái gì. Số sườn số mấy đẹp cực kỳ tuyệt vời luôn. Xe mới. Nói chung là con xe này cũng không có cái gì nhiều anh em. Chỉ có móc cái một lon, móc một ấy bô lại có bảo vệ các nước, rồi chống đổ trước, chống đổ sau thôi. Còn xi nhan vẫn còn zin nguyên bản. Tại vì chủ xe người ta thích vậy anh em. Người ta thích chơi theo kiểu mới zin nguyên bản á. Đâu em ngồi lên đó, em mét mấy à? Thằng này tầm mập này chắc tầm 1m7 thôi. Rồi ngồi lên. Con này có hạ phuộc nha anh em. Đó, ngồi rất thoải mái. Anh em 1m6 vẫn có thể ngồi được. 1m6 vẫn có thể ngồi rất là ok. Chắc chắn với anh em một điều là 1m6 ngồi rất là ok nha anh em. Ngồi lên là thấy đẹp trai liền.
Nè, cầm này nữa, trời ơi, auto gái theo luôn, nhìn xanh điệu không? Rồi, kéo hơi coi. À, sao mới hút mã chuyên nghiệp vô trời. Phê phê. Cái này nó không nghiện đúng không? Nó không nghiện nó thuốc lá. Mà nó kiểu như dịu á, nó không có nghiền luôn. Nói chung vui vui á. Ừ. Nhìn nó style ha. Rồi, ok, cảm ơn em nhiều. Rồi, thì những anh em nào thích con xe này thì mình đã công bố rõ ràng cho anh em. Thích con xe này thì cứ liên hệ cho mình. Đó, thì giá mà anh em mình nó ghi đầy đủ luôn. Đó, nó là sẽ là 26-13 ngàn cây, 208 triệu, là đã bao gồm tặng anh em hết tất cả chi phí và bao gồm hỗ trợ anh em rút hồ sơ gốc miễn phí 100%, không có tốn bất kỳ chi phí nào nha anh em nha. Và xe này một chủ, hiện tại mình đang đứng ủy quyền lần một đó, anh em muốn rút hồ sơ là đều miễn phí hết, không có tốn chi phí gì đâu nha anh em nha. Đó, rồi ok anh em. Rồi, chúc anh em một ngày làm việc thì là vui vẻ nha. À, rồi thật sự là cảm ơn anh em rất là nhiều. Cái clip này chỉ nói chung là đơn giản là giới thiệu con Z1000 và gửi lời cảm ơn tới anh em. Nhờ có anh em thì mới có Minh ngày hôm nay. Đó, nhờ có anh em tốt để lại xe chứ. Anh em mà rất có nhiều, nói thẳng anh em là có rất là nhiều cửa hàng bán xe hiện tại. Thì tại sao người ta không bán cho người đó, người ta không bán cho người kia, mà người ta bán cho Minh, tại người ta quý Minh và người ta muốn chiếc xe đẹp của người ta sẽ lên clip để người ta coi nó là một cái kỷ niệm. Sau này người ta sẽ coi lại cái clip, ừ, đã từng đi chiếc này à, lại người ta quý mình, người ta muốn để lại cho mình để mình có xe tốt, mình để lại cho anh em. Đơn giản đơn giản là vậy thôi. Chứ thật sự là có rất là nhiều cửa hàng bán xe, người ta bán cho ai cũng được anh em à. Người ta bán cho ai cũng được hết đó, nhưng mà quan trọng là người ta quý mình. Thật sự nếu mà em trai này bán cho người khác thì làm gì em trai này mua cặp lốp mới để tặng mình, đúng không anh em? Người ta quý người ta mới tặng mình, mua luôn cặp lốp mới gần có 10 triệu để tặng mình để làm gì? Để một điều đơn giản thôi, đó là để cho mình có thêm uy tín. Mình rất là cảm động luôn anh em. Tặng mình để vì cho mình có thêm một cái uy tín thôi. Chỉ đơn giản vậy thôi anh em, người ta chỉ nghĩ vậy thôi đó, người ta mến mình đến mức đó. Rồi, ok, rồi, cảm ơn anh em, cảm ơn chủ xe. Rồi, đa tạ anh em rất là nhiều.